Chào toàn thể các bác đồng thời đánh chim đêm nhé. Buổi sáng thì em lại lên cái bàn lưới 6 phân. Bàn lưới này là đánh trăng lịch với quốc ta. Đấy, trăng sáng rồi thì con trăng lịch nó kém anh ạ. Thì quốc ta thì vẫn cứ quẩn về đồng thì vẫn cứ làm được một đôi anh em. Cái lưới 6 phân này thì chuyên quốc ta trăng lịch nhé. Có lửa, có hương. Đấy, và gà lước Ấn Độ. Thì tối nay thì sẽ chuyển con trăng lịch để phệt con gà lước Ấn Độ anh ạ. Đấy, đánh thì nó thêm thắt lại tí anh em. Đấy, còn đối với cái lưới đánh này thì sử dụng lưới 6 phân nó là hợp lý thôi. Đấy, tay lưới này dài 100m anh ạ, đánh chạy dọc này. Cuốc thì tầm sáng thì chỉ có đi đuổi, nó có gù đâu gù anh ạ. Đấy, còn tối thì sẽ chuyển con trăng lịch này. Đấy, loa trăng lịch này để phệt con gà lước Ấn. Con gà lước Ấn thì nó là cái con chim mà có số lượng khá nhiều anh ạ. Đấy, đánh những hôm lỗ đôi 30 là chuyện bình thường, mà giá của nó thì nó rất là hợp lý. Đấy, còn con quốc ta thì chắc là cũng phải nghỉ thôi anh em. Trăng đã sáng rồi thì em lại chuyển sang đánh sâm. Đấy, để test những cái tiếng chuẩn để hỗ trợ cho anh em khi anh em mua lưới. Đấy, thì bắt đầu làm ra những cái bản sâm nó khá là ổn rồi. Đấy, thì tối nay là phợt thôi, bàn thì nó đang ít nước quá anh em. Đấy, đánh theo con sâm thì con trích nó đi theo con sâm thì đánh chung một bàn được anh em. Đấy, thì nó sẽ ok hơn. Chiều giảm lại lưới nhá. Chiều giảm lại lưới nhá. Con gà Ấn là đánh là những cái lưới này lại phải dâng cao lên tí. Quốc ta đây, một đôi. Mặt bắt đầu má cũng trắng trắng rồi. Cái hàng này thì giá cả của nó thì vẫn được 60 anh ạ. Đấy, nhặt thêm thôi. Mỗi thứ tí thì nó đạt công hơn. Chạy thẳng bờ mương rồi. Người ta đi làm sớm. Bạc hôm nay hơi kém anh em, luồng này kém quá. Luồng anh em ngoài kia thì nó được đàn đông quá. Đàn là gần 20. Mình ở đây thì chả nghe thấy con nào kìa. Đợt này thì cũng nhiều anh em thợ đánh thì nó vui. Con bạc thì nó cũng thành rát hơn. Nó không kêu anh em. Điện này, chắc chắn là điện. Để lộ ra tí. Ơi! Bà gì? Mẹ hai đàn đông qua em đánh được mỗi đàn, một đàn ra chỗ thắng nếu có đánh được không? Thắng được mấy con, còn đâu còn ít anh bắt nốt. Đây một đàn, đàn đấy nó phải gần 20, nó ra bên đấy. Còn một đàn 12 con thì hạ được 11, thì thoát mẹ mất con. Đây đàn này 18 con, không lọt con đéo này. Đây, địt ngựa quá ngon này. Vô địch thiên hạ, thế có mấy đi ăn sáng không? À? Thịt vạc thôi. Thế thì anh em chơi bời gì? Sao bảo vạc ra cho lam lại giờ đi thịt? À, nó bị chết mất 3 con phải thịt. Thế thịt 3 con mà không dám mời đi ăn sáng. Thôi 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 thôi, để giải tán nhé. Xóa số. Đấy, ông ấy phải được 18 con anh em. Mình ở đây thì không thấy con nào, vừa lẩu ông ấy tí cho sướng này anh em. Đấy, còn hàng của mình thì mình đánh cái hàng nó chất lượng hơn tí anh em, thịt nó ngon hơn. Đấy, quốc biển với cả quốc ta anh em. Vạc nói chung là đánh nó phải thức được rồi anh em. Khi bắt được đàn dạo này vạc nó đi nó có kêu đâu, một tuyền câm lừ lừ qua bàn này. Hoặc là mình ngủ say nó kêu, nó không kêu gióng mấy thôi anh em, nó chỉ ép cái thôi, khẹt khẹt. Đấy, còn nó không như vạc lẻ nó kêu gióng, nó tìm đàn, nó vạc đàn đi, nó cứ lừ lừ đi. Đấy, tổng kết hôm nay thì cũng được khá khá anh ạ, rồi ok nhé, chào các bác này.